Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh đến với Hòa Bình Lung Linh Mùa Xuân, một tiết mục top ca do các bạn học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông và trung học cơ sở Lạc Sơn trình bày.